Trong một tháng vừa qua, thông qua số điện thoại 0439 306 306, trung bình một ngày tổng đài đường dây nóng của Bộ Y tế nhận được từ 50 đến 60 cuộc gọi. Cụ thể, trong số 448 cuộc gọi phản ánh đúng phạm vi tiếp nhận tổng đài, thống kê có 80%, tức là 357 cuộc gọi phản ánh của người dân ở mức độ bình thường. Yêu cầu Bộ Y tế kiểm tra xác nhận lại hiện tượng tiêu cực tại cơ sở y tế. 20% cuộc gọi phản ánh ý kiến bức xúc về thái độ trách nhiệm, giao tiếp của nhân viên y tế cả ở bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện tuyến tỉnh, huyện, trạm y tế xã. Bộ Y tế cho biết đối với những trường hợp phản ánh cụ thể, khẩn cấp liên quan đến sức khỏe người dân, bộ phận thường trực đường dây nóng đã có những sự chỉ đạo trực tiếp bằng điện thoại ngay đến sở y tế, các bệnh viện, các cơ sở y tế yêu cầu xử lý. Đối với các trường hợp phản ánh các thông tin liên quan đến thái độ, giao tiếp của nhân viên y tế, đòi hối lộ, bộ phận thường trực đường dây nóng rà soát và gửi văn bản yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.